Hello mọi người, chào mừng kênh YouTube của mình Kha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách ATI gimbal Ronin RS2 cũng như RSC và các dòng gimbal của DJI. Thông thường thì tất cả các sản phẩm của DJI đều phải ATI trước thì mình mới sử dụng được. Đó, thì ATI lúc nào cũng phải sẽ cần một cái điện thoại cài một cái app liên quan đến cái dòng sản phẩm đó. Ví dụ như là gimbal Ronin thì mình sẽ cài cái app DJI Ronin, còn Osmo Pocket thì DJI Mimo đó, còn Flycam thì DJI Fly đó. Sẽ mỗi cái app nó sẽ có tính năng ATI cái dòng sản phẩm đó. Ok, quay trở lại vấn đề chính thì về cái video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách ATI gimbal. Thì bước đầu tiên luôn là bạn sẽ cài cái app DJI Ronin trước. Ok, thì sau khi cài cái app DJI thì nó sẽ yêu cầu các bạn một cái tài khoản, thì các bạn có thể đăng ký trực tiếp trên app luôn đó bằng cái Gmail của mình, password của các bạn luôn đó. Sau khi bước đó xong hết đó, bạn bật app đó thì dạng như vậy đó, bật app lên nó sẽ hiện ra như vậy. Tiếp đến thì mình sẽ bật cái gimbal lên, thì mình đang bật đây. Ok, thì ở lần đầu tiên luôn thì nó sẽ yêu cầu là kết nối với thiết bị để ATI thiết bị, để ATI sản phẩm đó. Thì bạn có thể thấy đây là cái thông báo của nó, kết nối với thiết bị để ATI sản phẩm. Ok, bước tiếp theo là các bạn sẽ mở app lên và điện thoại đã bật Bluetooth sẵn. Ok, đây thì đây là chính là cái app của mình đã kết nối với tài khoản DJI của mình rồi, và mình sẽ ấn vào nút connect. Như đây. Ok, thì nó sẽ hiện ra cái gimbal DJI RS2 ở bên cạnh của mình. Tiếp đến bạn sẽ ấn vào và ATI. Ok, thì cái password mặc định á, mình sẽ là từ 1 2 3 4 7 8, bạn sẽ điền theo. Rồi ấn ok. Rồi mình cứ chọn theo những cái thông báo mà cái phần mềm nó yêu cầu, chấp và đồng ý. Ok, thì đó, sau đó sẽ hiện ra một cái là device activation complete, là từ lúc này bạn có thể bắt đầu điều khiển được gimbal và sử dụng rồi. Ok, tiếp đến là mình sẽ quay lại vào vấn đề gimbal. Đó thì nó sẽ hiện ra cái như đây, mình đang quay đây. Đó, nó sẽ hiện ra chỗ cho bạn, các bạn chọn nè. Đây, nó hiện ra chỗ các bạn chọn, đây mình chọn ngôn ngữ là English. Thì ở cái dòng RS2 này nó đã hỗ trợ một cái màn hình OLED nhỏ cảm ứng, thì các bạn chỉ việc nhấp vào chọn thôi, nó sẽ nhanh hơn. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn các ATI cái dòng gimbal RS2 một cách nhanh nhất luôn, là chỉ cần kết nối với app rồi dùng Bluetooth kết nối với DJI, rồi mình sẽ ATI lên, chỉ mất vài giây thôi là xong. Cũng rất là đơn giản, không có bắt bạn phải làm kích hoạt qua mail hay bất cứ gì cả. Ok, thì sau khi kích hoạt được thì bạn thấy nó, cái màn hình này nó sẽ hiện lên những cái thông số và từ đây bạn có thể sử dụng được gimbal. Ok, thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đừng quên like và subscribe kênh của mình nha. Mình sẽ tiếp tục làm những cái series hướng dẫn về cái gimbal DJI RS2 này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Thank you.